Không phải ai cũng thấy được quy trình chế biến và hiểu về thức ăn cho thú cưng. Nhưng khi các bạn quan tâm đến kết quả sau cùng, các bạn cần bắt đầu từ những bước đầu tiên. Chúng tôi chọn lọc nguyên liệu từ địa phương, kết với hợp thịt và cá tươi, sấy khô lạnh ở dạng tinh khiết nhất để chắc chắn rằng những hạt thức ăn trong mỗi gói sản phẩm mang hương vị chính xác của những nguyên liệu mà chúng tôi đưa vào, một loại thực phẩm thuần khiết và tự nhiên như chính nơi chúng ta bắt đầu. Sub-Zero của Nutrient, sản xuất tại Canada, thức ăn khô tốt nhất cho thú cưng nhà bạn đã có mặt tại Việt Nam.